mấy bữa trước khi con Thảo nhà mình chết, tao có để ý nó có kết bạn với một thằng nhìn bệnh bệnh. Con mới đưa Như về nãy. Đi đâu mà không cầm điện thoại theo nữa. Sao rồi? Ủa là ông bị block hết rồi. Mày kiểm tra lại đám bạn trên Facebook mày coi, xem có thằng nào tên là Dream Man không. Phong á, đây ấm khí. Tại dân ở đây không biết thôi chứ. Mày là Dream Man Phong.